Sau nhiều ngày nghị án, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên các mức án đối với 4 bị cáo gây ra vụ giết người giấu xác trong bê tông. Tòa án quyết định đưa ra mức án tử hình đối với kẻ chủ mưu vụ án. Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương sáng nay ngày 3 tháng 7 đã tuyên án đối với nhóm bị cáo giết người giấu xác trong bê tông hồi tháng 5 năm 2019. Trước đó, đại diện Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh Bình Dương đề nghị mức án tử hình đối với Phạm Thị Thiên Hà, chủ mưu vụ án. Các bị cáo còn lại bị đề nghị với các mức án 13 đến 23 năm tù với các tội danh giết người, che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm. Cụ thể, dù bị cáo Phạm Thị Thiên Hà không thừa nhận giết nạn nhân Trần Đức Linh tại Bà Rịa Vũng Tàu, nhưng hội đồng xét xử cho rằng hành vi tát vào mặt để Thành đánh nhiều cái vào người ông Linh, không cho ông này rời khỏi nhóm tu luyện đã dẫn đến việc ông này tử vong. Còn đối với nạn nhân Trần Trí Thành, Hà thừa nhận đã chích điện, siết cổ nạn nhân đến chết rồi phi tang thi thể vào thùng bê tông. Với hành vi trên, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phạm Thị Thiên Hà mức án tử hình. Đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Tâm Huyên, dù Huyên có phản cung, không thừa nhận hành vi giết người như đã khai nhận tại cơ quan điều tra, nhưng hội đồng xét xử nhận định bị cáo này có cầm dây siết cổ Thành, có vai trò nguy hiểm trong vụ án giết người nên quyết định tuyên phạt 19 năm tù với hai tội giết người và không tố giác tội phạm. Các bị cáo còn lại là Lê Ngọc Phương Thảo và Trịnh Thị Hồng Hoa, mẹ Hà, bị tuyên phạt mức án lần lượt là 22 năm tù và 13 năm tù bởi các tội danh giết người, không tố giác, che giấu tội phạm. Nếu không muốn bị pháp luật trừng phạt thì đừng vi phạm. Khép lại vụ án mạng gây nhiều tranh cãi suốt thời gian qua, hy vọng gia đình của các nạn nhân có thể được an lòng.